Chào mừng các em đến với chương trình dạy học trực tuyến bài giảng sinh học 8 của trường Trung học cơ sở Chu Văn An, quận 11. Để bắt đầu cho buổi học hôm nay thì chúng ta cùng qua một hoạt động, đó là hoạt động khởi động. Câu hỏi đầu tiên trong phần khởi động đó là máu sẽ gồm những thành phần cấu tạo nào? Thì chúng ta đã học ở bài số 13 thì chúng ta cũng biết rằng máu lỏng sẽ gồm tất cả là hai thành phần, đó là các tế bào máu và huyết tương. Trong các tế bào máu thì gồm các tế bào hồng cầu, bạch cầu và tiểu cầu. Vậy thì hồng cầu sẽ có chức năng gì? Hồng cầu sẽ có chức năng đó là vận chuyển oxy và CO2 trong máu. Bạch cầu sẽ có chức năng gì? Bạch cầu sẽ có chức năng bảo vệ cơ thể. Vậy thì huyết tương sẽ có chức năng gì? Đó chính là duy trì máu ở trạng thái lỏng, đồng thời vận chuyển các chất dinh dưỡng, chất cần thiết và chất thải. Vậy thì chỉ còn thành phần tiểu cầu, chúng ta chưa biết chức năng của nó là gì, đúng không nào? Vậy thì cô và các em sẽ tìm hiểu chức năng của tiểu cầu qua bài hôm nay. Bài số 15, đông máu và nguyên tắc truyền máu. Trên màn hình là hình vết thương mới và vết thương sau một thời gian. Vậy máu vừa mới chảy ra khỏi cơ thể thì nó sẽ ở trạng thái gì? Mình thấy rõ ràng là nó sẽ ở trạng thái lỏng. Vậy sau khi mà máu ra khỏi cơ thể một thời gian, nó sẽ chuyển sang trạng thái gì? Chắc chắn là nó sẽ đông đặc lại. Vậy làm thế nào mà máu chuyển được từ trạng thái lỏng sang trạng thái đông đặc? Và nhờ những yếu tố nào mà nó có thể làm được điều đó? Chúng ta tìm hiểu tiếp qua bài hôm nay. Đầu tiên cô và các em sẽ cùng tìm hiểu phần 1 La mã đông máu. Chúng ta sẽ cùng xem đoạn video clip sau đây. Các em chú ý dùm cô mạch máu sau khi bị một vết thương gây ra. Blood clotting. If we are careless while using a knife, we might cut our finger. Đây là hình ảnh khi vết thương bị đứt, chúng ta phóng to lên. Chúng ta sẽ thấy là các tế bào máu trong máu sẽ được kéo đến vết thương. Cái hình tròn màu to đĩa, hình đĩa đó chính là hồng cầu, nhỏ hơn là huyết cầu. Đây là tiểu cầu. In the presence of thromboplastin and calcium ions. Cái cục tròn tròn màu trắng là canxi 2 cộng. The prothrombin present in the blood gets converted into thrombin. This thrombin now catalyzes the conversion of fibrinogen. Cái sợi được tạo ra đó chính là sợi tơ máu. These fibrin travel towards the. Bây giờ các em xem là cái vết thương nó sẽ được trám lại như thế nào. Here, these thread-like fibrin forms a mesh. The RBCs get caught and remain entangled. These RBCs and fibrin threads together form the blood clot. Bây giờ các em sẽ thấy là cái vết thương đã được bít lại hoàn toàn. The ruptured artery and thus prevents further blood loss.
Tiếp theo chúng ta sẽ làm cho cô cái bài tập nhỏ trả lời các câu hỏi. Câu hỏi thứ nhất, sự đông máu liên quan đến yếu tố chủ yếu nào của máu? Câu hỏi số 2, tiểu cầu hoạt động như thế nào trong quá trình đông máu? Và câu hỏi số 3, sự đông máu có ý nghĩa gì với sự sống của cơ thể? Bây giờ cô và các em sẽ cùng trả lời 3 câu hỏi nha. Câu hỏi thứ nhất là yếu tố nào của máu có liên quan đến sự đông máu? Chắc chắn câu trả lời đó là tiểu cầu. Câu hỏi số 2, vậy thì tiểu cầu sẽ làm như thế nào để cho máu không chảy ra ngoài nữa? Thì chúng ta biết được rằng là trong máu lỏng thì có huyết tương ha. Trong huyết tương sẽ có chất sinh tơ máu. Khi chúng ta bị thương, tiểu cầu vỡ ra, nó sẽ giải phóng ra chất gọi là enzyme. Enzyme sẽ kết hợp với canxi 2 cộng biến chất sinh tơ máu trong huyết tương trở thành tơ máu. Lúc này tơ máu sẽ kết hợp với các tế bào máu hình thành khối máu đông. Vậy khối máu đông có tác dụng gì? Thì khối máu đông nó sẽ bịt kín lại cái vết thương, ngăn không cho máu chảy ra ngoài nữa, giúp chúng ta không bị mất máu. Vậy thì ở một số người á, số lượng tiểu cầu trong máu quá ít sẽ dẫn đến hậu quả gì? Theo nghiên cứu, nếu như số lượng tiểu cầu dưới 35.000 trên 1 ml máu thì máu sẽ khó đông. Như vậy thì khi bị chảy máu sẽ dẫn đến mất rất là nhiều máu và lúc đó phải cấp cứu bằng những cái biện pháp đặc biệt và rất là dễ tử vong. Các em nhìn lên màn hình ha, hình bên tay trái của các em, hình số 1 là mạch máu của một người bình thường khỏe mạnh. Hình số 2 là mạch máu của một người bị chứng xơ vữa động mạch. Thì xơ vữa động mạch là gì? Nó là một cái bệnh do chúng ta sử dụng quá nhiều chất béo, đặc biệt là mỡ động vật. Có cái chất gọi là cholesterol, là một loại chất béo làm hại cơ thể. Khi chúng ta sử dụng quá nhiều thì nó vào trong cái thành mạch máu phía bên trong và nó bám vào thành mạch máu, làm cho cái tiết diện phía bên trong của cái mạch máu bị thu hẹp lại, gây ra bệnh xơ vữa động mạch, làm cho mạch máu rất giòn và dễ vỡ. Thì khi bị xơ vữa động mạch, tiểu cầu á, nó đi đến cái khúc mà mạch máu bị hẹp lại đó, nó sẽ va vào trong thành mạch và sẽ gây vỡ ra, thì sẽ làm xuất hiện các cái cục máu đông. Và cục máu đông này nó di chuyển khắp nơi trong cơ thể và rất dễ gây ra nguy cơ tắc mạch máu. Hình ảnh ở bên tay phải của mình là cái cục máu đông. Bây giờ các em sẽ ghi nhận lại những cái thông tin của phần đông máu vào trong tập cho cô nha. Tiếp theo chúng ta sẽ đi tìm hiểu ở phần 2 La Mã các nguyên tắc truyền máu. Đầu tiên chúng ta cùng tìm hiểu các nhóm máu ở người. Cô giới thiệu với các em ông Kathleen Steiner. Đây là một nhà thuốc, một nhà sinh học người Áo. Năm 1901 thì ông đã tìm ra nguyên nhân gây tai biến ở máu. Năm 1930 ông nhận giải Nobel trong lĩnh vực sinh lý và y học. Ông chính là người phát hiện ra các nhóm máu ở người. Ông làm thế nào để phát hiện ra? Chúng ta cùng tìm hiểu nha. Ông làm một cái thí nghiệm nho nhỏ. Ông lấy hồng cầu của một người, ông trộn với huyết tương của những người khác, và ngược lại, ông lấy huyết tương của một người, ông trộn với hồng cầu của những người khác. Thì ông nhận thấy rằng ở trong hồng cầu sẽ có hai loại kháng nguyên, đó là A lớn và B lớn. Và trong huyết tương thì có hai loại kháng thể là alpha và beta. Khi kháng nguyên A gặp kháng thể alpha thì dẫn đến hồng cầu bị kết dính. Ngược tiếp tương tự, khi kháng nguyên B gặp kháng thể beta thì hồng cầu cũng bị kết dính. Đây là một nguyên tắc mà chúng ta cần phải nhớ, cho nên cô ghi vào cái bảng ở phía trên và sẽ dán vào tất cả các slide sau này để chúng ta dễ nhớ. Rồi, bây giờ ở người có mấy nhóm máu và kể tên các nhóm máu.
Thì chúng ta sẽ thấy được rằng ở người có tất cả 4 nhóm máu, bao gồm nhóm máu A, nhóm máu B, nhóm máu O và nhóm máu AB. Vậy bây giờ chúng ta sẽ điền thông tin vào bảng sau. Người ta cho mình sẵn 4 nhóm máu, mình sẽ điền trong 4 nhóm máu này, trong từng nhóm máu sẽ có kháng nguyên nào và kháng thể nào. Bây giờ cô và các bạn sẽ cùng điền vào. Cái thứ nhất, nhóm máu A, chúng ta sẽ thấy nhóm máu A có kháng nguyên A và kháng thể beta. Cái nhóm máu A không thể có kháng thể alpha ở bên trong là bởi vì chúng ta nhìn lên trên phía trên, nếu như kháng thể alpha mà gặp kháng nguyên A thì nó sẽ gây kết dính. Cho nên là nhóm máu A vì đã có kháng nguyên A cho nên nó chỉ có kháng thể beta mà thôi. Rồi, ngược lại với nhóm máu A, đó là nhóm máu B thì có kháng nguyên B và kháng thể alpha. Nhóm máu O thì không có kháng nguyên. Vậy thì nó sẽ có hai kháng thể luôn là alpha và beta. Và nhóm máu AB ngược lại với O là nó có hai kháng nguyên A và B thì nó sẽ không có kháng thể. Như vậy nhìn vô cái bảng này thì mình cũng sẽ thấy rất là rõ ràng và dễ nhớ, đó là cái kháng nguyên chính là tên của nhóm máu. Nhóm máu nào tên như thế nào thì nó sẽ có kháng nguyên như vậy. Rồi bây giờ các em nhìn ha, nếu như người cho trong máu có kháng nguyên A, người nhận có kháng thể alpha thì cái người cho này mà cho máu cho người nhận này thì kết quả nhận được đó là máu của người nhận sẽ bị kết dính. Tương tự, người cho có kháng nguyên B mà cho máu cho người nhận có kháng thể beta thì máu của người nhận sẽ bị kết dính, đông đặc lại. Và dựa trên những cái thí nghiệm đó thì người ta đã tổng kết ra cái kết quả thí nghiệm phản ứng giữa các nhóm máu là cái hình tròn nào mà cái vòng những cái chấm tròn nó không dính lại với nhau là hồng cầu không bị kết dính, như vậy chúng ta có thể cho máu được. Còn những hình tròn mà hồng cầu nó dính lại với nhau bị kết dính, tức là máu đó không thể cho được. Chúng ta dựa vào cái bảng này để chúng ta biết được là máu nào có thể cho được cho máu nào. Bây giờ chúng ta dựa vào cái bảng ở kế bên ha, và chúng ta làm một cái bài tập cho cô ở trong sách giáo khoa, đó là đánh dấu chiều mũi tên vào sơ đồ để phản ánh sự cho nhận giữa các nhóm máu cho thích hợp. Nhóm nào cho được nhóm nào, chúng ta sẽ đánh dấu mũi tên hướng về nhóm máu đó. Rồi bây giờ cô và các em sẽ cùng sửa cái sơ đồ ha. Đầu tiên, tại những cái nhóm máu chúng ta sẽ đánh mũi tên vòng tròn. Tức là nếu cùng nhóm máu với nhau thì chúng ta sẽ cho được hết. Ví dụ như nhóm máu O có thể cho được nhóm máu O, nhóm máu A cho được nhóm máu A, nhóm máu B cho được nhóm máu B, AB tự cho nhóm máu AB đều được hết. Rồi bây giờ chúng ta xét tới yếu tố khác nhóm máu. Nhóm máu O cho được cả ba nhóm máu luôn, đó là nhóm máu A, nhóm máu AB và nhóm máu B. Nhóm máu A cho được nhóm máu AB mà thôi, nhóm máu B chỉ cho được nhóm máu AB mà thôi. Và nhóm máu AB là cái nhóm máu mà chỉ cho được chính bản thân nó thôi, không cho được bất kỳ một nhóm máu nào hết. Và mình thấy rất rõ là nhóm máu O cho được hết, nhưng không nhận lại được nhóm máu nào ngoại trừ là nhóm máu của nó, cho nên mình gọi nhóm máu O là nhóm máu chuyên cho. Ngược lại, nhóm máu AB là nhóm máu nhận được của tất cả các nhóm máu còn lại, nhưng khi cho đi nó chỉ cho được chính nó, cho nên mình gọi nhóm máu AB là nhóm máu chuyên nhận. Các bạn sẽ thấy là hiện nay trên thế giới thì người ta thống kê tỷ lệ các nhóm máu như sau. Mình nhìn hình thì mình cũng sẽ thấy rất là rõ cái nhóm máu mà chiếm tỷ lệ nhiều nhất đó là nhóm máu O, chiếm gần phân nửa số lượng người trên thế giới là nhóm máu O.
Và cái nhóm máu mà chiếm cái tỷ lệ thấp nhất đó là nhóm máu AB. Ngoài ra thì cô giới thiệu cho các bạn thêm một cái hệ máu nữa. Hệ máu mà chúng ta vừa học là hệ máu ABO. Còn hệ máu này là hệ máu reduced, yếu tố reduced. Tức là nếu như ở trên hồng cầu mà có yếu tố reduced thì người ta gọi là reduced dương, RH dương, RH cộng. Còn trên hồng cầu không có yếu tố reduced thì chúng ta gọi là RH trừ, tức là RH âm. Thì cái yếu tố reduced này nó kết hợp với lại cái hệ máu ABO mà mình vừa học á, thì chúng ta sẽ cho ra tất cả là 8 nhóm máu. Thì đố các bạn trong 8 nhóm máu này thì nhóm máu nào sẽ là nhóm máu chiếm tỷ lệ ít nhất, hiếm nhất trên thế giới? Câu trả lời đó là nhóm máu AB trừ. Rồi bây giờ các bạn sẽ ghi dùm cho cô cái thông tin của phần 1 nhỏ các nhóm máu ở người và vẽ sơ đồ truyền máu vào tập nhé. Tiếp tục chúng ta sẽ qua phần 2 nhỏ, các nguyên tắc cần tuân thủ khi truyền máu. Ở phần này sẽ có 3 câu hỏi dành cho các bạn. Câu hỏi thứ nhất, người có nhóm máu AB truyền được cho người có nhóm máu O không và vì sao? Câu hỏi số 2, máu nhiễm những cái tác nhân gây bệnh thì có thể đem truyền cho người khác được hay không và vì sao? Và câu hỏi số 3, trước khi truyền máu bác sĩ cần phải làm gì cho bệnh nhân? Rồi bây giờ với câu hỏi thứ nhất, câu trả lời sẽ là không thể được. Lý do là bởi vì trong nhóm máu AB thì có hai kháng nguyên là A và B. Ngược lại trong nhóm máu O thì có hai kháng thể là alpha và beta. Rồi bây giờ mình nhìn lên trên cái bảng ghi chú ở phía góc bên tay phải của màn hình, mình sẽ thấy cô ghi là kháng thể alpha sẽ gây kết dính với kháng nguyên A và kháng thể beta gây kết dính với kháng nguyên B. Cho nên là người có nhóm máu AB sẽ không truyền được cho người có nhóm máu O. Rồi, câu hỏi số 2. Chắc chắn câu trả lời ở câu hỏi số 2 cũng là không. Bởi vì nếu như chúng ta truyền những cái máu mà có các tác nhân gây bệnh thì cái người được nhận máu cũng sẽ bị lây những cái bệnh cho virus viêm gan B hoặc là virus HIV vân vân gây ra. Vì vậy chúng ta không thể truyền được. Và câu hỏi số 3, trước khi truyền máu bác sĩ cần phải làm xét nghiệm. Rồi, như vậy các bạn sẽ ghi giùm cô những cái thông tin ở phần 2 nhỏ vào tập nha. Bây giờ chúng ta sẽ cùng làm các bài tập vận dụng để xem chúng ta hiểu bài hôm nay tới đâu nhé. Rồi, câu hỏi số 1 nè. Trong một gia đình, người bố có nhóm máu A, người mẹ có nhóm máu O, người con trai có nhóm máu A. Người con trai chẳng may bị tai nạn, rất là nặng, cần truyền máu gấp. Vậy hỏi ai trong gia đình trên có thể là người cho máu và vì sao? Thì mình thấy là cả câu trả lời đó là cả bố và mẹ đều có thể cho máu cho con trai, là bởi vì bố thì cùng nhóm máu chắc chắn là truyền được. Mẹ có nhóm máu O có thể truyền được cho tất cả các nhóm máu khác, bởi vì nhóm máu O là nhóm máu chuyên cho. Cho nên là cả bố và mẹ đều có thể truyền máu cho con trai. Vậy nếu người cần truyền máu là mẹ thì ai có thể cho máu trong gia đình và vì sao? Câu trả lời, trong gia đình không có ai là người có thể cho máu hết, bởi vì nhóm máu O của mẹ là chỉ nhận được 9 nhóm máu O mà thôi. Mà trong gia đình thì không có ai nhóm máu O hết, cho nên không nhận được cái sự truyền máu của những người thành viên trong gia đình. Rồi, tiếp theo là cô sẽ cung cấp cho các bạn một cái thông tin, đó là Việt Nam của chúng ta chọn ngày 7 tháng 4 là ngày hiến máu nhân đạo. Thì khi chúng ta hiến máu nhân đạo này thì tiêu chuẩn hiến máu là gì? Thứ nhất là nam và nữ từ 18 cho đến 60 tuổi, có tính chất tự nguyện và máu không bị nhiễm bệnh. Đồng thời là hiến không quá 1/10 lượng máu của cơ thể. Đồng thời các bạn muốn hiến máu thì cân nặng của các bạn phải trên 45kg. Và giữa hai lần hiến máu phải cách nhau 84 ngày. Thì khi cái người mà hiến máu thì người ta sẽ có lợi ích gì? Thứ nhất là cứu người. Thứ hai là kiểm tra sức khỏe miễn phí.
Và hiến máu thì người ta nghiên cứu là còn giảm nguy cơ ung thư nè, giảm nguy cơ mắc bệnh tim và giảm đốt cháy năng lượng, có thể giảm cân được nha các bạn. Về nhà chúng ta học cho cô bài số 15 này ha, chép bài đầy đủ vào tập và xem trước bài 16 tuần hoàn máu và lưu thông bạch huyết. Bài học đến đây là kết thúc. Thân ái chào tạm biệt các em, hẹn gặp lại các em ở bài học tiếp theo.